Xin chào các bạn, chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, an lành, đón một cái năm mới thật là sung túc, đầm ấm, gia đình hạnh phúc, vạn sự như ý. Hôm nay thời khắc giao thừa đã đến tại cung đường của thành phố Hải Phòng. Các bạn theo dõi là đường Lạch Tray, rất đông người dân đi đón Tết. Họ đi rất nhiều mục đích, thứ nhất là đi xem bắn pháo hoa, thứ hai là đi mua lộc về nhà để thắp hương, đồng thời xông nhà. Đấy là những mục đích của những người đi ra ngoài đường là như vậy. Trên màn hình các bạn theo dõi đây là tại cung đường Lạch Tray, khu vực cung văn hóa hữu nghị Việt Tiệp và cung văn hóa thiếu nhi thành phố Hải Phòng. Khu vực này vừa mới bắn pháo hoa xong thì toàn bộ khu vực người dân ở trên cầu đất, trên nhà lớn họ đổ dồn về, đồng thời kết hợp với lại những người ở trong khu vực sân văn hóa lao động hữu nghị Việt Tiệp họ ra, rồi các nơi ở trong bờ hồ người ta xem bắn pháo hoa người ta đã đi ra, do vậy là rất là đông chật luôn, đường không thể đi lại được. Các bạn thấy chưa, nhích từng tí một. Ngoài ra còn có những cái người ta bán những cái cây mía lọc, người ta buộc những cái nơ đỏ vào đấy để những người đi xem bắn pháo hoa và các cái khu vui chơi chơi giải trí khác, sau đó người ta quay về, người ta mua cảnh lọc, người ta mang về nhà để làm lọc đầu năm. Đây là một cái phương thức phát triển nhân dân Việt Nam từ xưa tới nay. Ban ngày thì từ mùng 1 đến sáng 30 tháng Chạp thì toàn bộ cây cảnh bán ở chợ hoa, đến khi cây cảnh thu dọn về thì đến buổi tối chiều, tầm chiều tối cho đến giao thừa, toàn bộ những người kinh doanh buôn bán cây lộc, tức là mía, ngô, họ đem để họ bày bán ở rìa đường các đường quốc lộ trong nội thành thành phố Hải Phòng, để những người ta đi du xuân người ta mua về để đặt hương ở nhà. Đấy gọi là cảnh lộc đầu năm. Đây là một cái tục lệ của người dân Việt Nam từ trước tới nay, mà ăn nói như thế thôi nhưng mà không phải ai người ta cũng mua, thỉnh thoảng có người mua thôi. Thế cho nên là một cây mía bình thường mình mua ở ngoài là ngày thường nó chỉ có giá là như vậy, 15.000 một cây. Thế nhưng mà vào cái giờ khắc giao thừa, cây mía này 60.000 một cây nhưng vẫn phải nhắm mắt vào mua các bạn. Kể cả cây ngô thôi. Cây ngô thì mới có gọi là cái bắp non này, người ta nổi lên người ta bán. Đấy, người ta bán như thế thì kinh tế nó cao hơn. Còn để ra mỗi một cây ngô được hai bắp ngô thì bán chỉ được 5-10.000 thôi. Thế nhưng mà người ta bán như thế thì người ta được khoảng 5-60.000, lãi suất gấp rất nhiều lần. Xem bắn pháo hoa.